Chào mừng anh em và bà con trở lại với cơ khí nông nghiệp cày chảo Vũ Hải trong buổi chiều ngày hôm nay. Chiều nay thì anh em chúng tôi tiếp tục bố trí cái sản phẩm của mình lên đường phục vụ cho bà con anh em miền Trung, miền Trung Tây Đông Nam Bộ. Sản phẩm này là dàn cày 4 chảo dòng bãi tầm trung, chuyên đất mía và đất nương, cho máy dao động từ 40 cho đến 60 HP, sử dụng đường kính chảo thì là 560, khung trụ mặt bích kẹp 6 bù lông M16 rất là kiên cố và chắc chắn. Được thiết kế chế tạo trên bộ khung chữ A, có thể là dịch lên trước và dịch ra phía sau theo ý muốn của anh em. Đằng sau đây thì em có thiết kế là vẫn thừa lại một đoạn 20 phân. Đó. Một đoạn 20 phân này để cho anh em có thể là mở xá to ra nếu như máy của anh em thừa khỏe. Thế còn nếu như anh em mà máy yếu hơn một chút thì anh em có thể dịch kịch cái thằng này lên đây và chia đều cái khoảng cách chảo này cho nó phù hợp. Con này dịch lên đây và con này dịch lùi về sau, dịch dần về sau một chút nữa. Đó. Anh em và bà con có nhu cầu sử dụng sản phẩm của cơ khí nông nghiệp cày chảo Vũ Hải thì xin liên hệ trực tiếp cho em theo hai số điện thoại là 0936 975 256 hoặc là 0982 975 256. Đây là lái xe kiêm kỹ thuật kiêm cày chảo từ trước đến nay, Hoàng Long. Anh em đã rất là quen thuộc với lại gương mặt điển trai, khung người nhỏ nhắn này rồi. Thời gian này thì anh rất là bận bịu với lại công việc của gia đình, vợ anh mới sinh, thế nên là anh rất ít khi là lên sóng truyền hình. Cày 4 chảo rất là chắc chắn và đẹp. Sao không đeo găng tay vào này? Dạ vâng, cảm ơn bác nha. Dạ. Ôi, em xin thân ái chào tất cả mọi người. Kính chúc cho bà con, anh chị em, cô bác thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Em thân ái kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong tất cả các video lần sau.